Liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gọi tắt là Resco, chiều 4 tháng 11 năm 2022, nguồn tin của Báo Thanh Niên xác nhận Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố 6 bị can tại công ty này để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 6 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Tín Trung, 66 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Resco. Nguyễn Phước Ngọc, 59 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Resco, hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM. Võ Hữu Hải, 47 tuổi, kiểm soát viên Resco từ năm 2010 đến năm 2016. Trần Công Đức, 65 tuổi, thành viên Hội đồng Resco. Nguyễn Thị Thúy Hằng, 64 tuổi, thành viên Hội đồng Resco. Đỗ Văn Phúc, 68 tuổi, thành viên Hội đồng Resco. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cũng phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với hai bị can Nguyễn Tín Trung và Nguyễn Phước Ngọc. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Resco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân TP.HCM quản lý, thực hiện hàng loạt dự án, khu dân cư, nhà ở xã hội, chung cư thương mại, cao ốc văn phòng. Tính đến thời điểm khởi tố, cơ quan tiến hành tố tụng tại TP.HCM đã làm rõ sai phạm do chuyển nhượng hai mặt bằng. 1. Tại địa chỉ 299/18 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 80 tỷ đồng. 2. Tại địa chỉ 682 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 14 tỷ đồng. Trước đó vào năm 2020, Thanh tra TP.HCM công bố kết luận thanh tra thời kỳ 2017-2018 về phòng chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Resco, nêu rõ việc quản lý tại Resco có những bất thường, nghiêm trọng hơn là hàng loạt sai phạm về tài chính, dự án. Thanh tra TP.HCM cho rằng có sự buông lỏng, lãnh đạo quản lý, tùy tiện trong công tác kế toán thu chi tiền, dễ dẫn đến việc thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tham ô, tham nhũng, chưa đảm bảo chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng và kiểm soát nội bộ trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sau đó, Thanh tra TP.HCM có kiến nghị gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM làm rõ hành vi sai phạm xảy ra tại Resco.